Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Vi Tính Duy Nguyễn. Thì hôm nay mình tiếp tục với series mua hàng giá rẻ. Hôm nay mình sẽ review một con mình mua ở trên mạng. Con này là con Smart Y68. Thì con này mình mua với giá là 150.000 ở trên Shopee. Thì cái này là mọi người đừng thắc mắc là sao mà mình mua mà cái này mình đã xé hết rồi, cái hộp không có cái hộp ấy, vì do mình phải kiểm tra sản phẩm trước để cho nó an toàn, tránh tránh trường hợp mà tới mình nhận không đúng hàng á, tránh trường hợp tới nhờ không đúng hàng. Thì mình đã khui trước và mình kiểm tra. Đây là sản phẩm. Đây mình sẽ tiếp theo mình sẽ mở sản phẩm này ra, tại sản phẩm mình đã mở rồi nha. Con này là Y68, Smart Y68. Đây, mẫu hộp ngoài nha. Cũng khá là đẹp. Đây, cái này mình đã khui rồi nha. Đây, khui ra để coi nó có gì. Đây là sản phẩm của mình. Hết ngay trong hộp, không còn gì hết nha. Để mình bỏ qua bên. Đây là một có một sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn này mặt này là tiếng Anh. Đây, mặt này là tiếng Anh. Đây, mặt này là toàn tiếng Anh không. Cái này nó có hướng dẫn sử dụng bằng app. Đây, bên này là tiếng Trung. Rồi, hai tiếng, không tiếng nào mình biết hết, bỏ qua đi. Đây là sản phẩm của mình. Mình mua thì chắc sản phẩm này chỉ có vậy thôi. Đây là một cái máy. Mọi người thấy rõ không? Đây là một cái máy. Đây không có nút bấm, ngoại hình cũng được mọi người, nó cũng không tới nỗi tệ lắm. Đấy, nó không tới nỗi tệ lắm, nó cũng giống mấy cái Apple Watch này, đây. Này, phía sau, mặt sau đây là hai cái dây, cái chỗ này là cái chân sạc nha, mọi chỗ này là chân sạc nha mọi người. Trên này thông thường mấy cái dòng smart kia nó sẽ có smartwatch kia nó sẽ có này. Ê, mà nó ngờ khởi động lên luôn rồi. Đấy. Tiếp theo mình sẽ lột ra luôn. Wow. Ui, đẹp đấy. Ui, trên này có một bảng chức năng nha mọi người. Trên này là cái này là nó không cảm ứng được nha. Cái sản phẩm này là trên này nó sẽ không cảm ứng được, nó chỉ có một cái nút này cảm ứng thôi. Đây chúng chọn chức năng đi, có cảm ứng sạc, cái chân sạc để cái này chắc nó chỉ sạc như vậy. Để mình lấy một cái cốc sạc, chắc nó chỉ sạc như vậy. Đây là cách sạc, cái này cắm vào và cắm vào chắc là nó sạc. Thì thiết kế đời bây giờ là nó toàn sạc như thế này. Đấy, mình rút ra đi. Tiếp theo là mình lọc cái miếng phía sau này luôn. Ui, mọi người thấy chưa? Đây, mới chát. Màn hình 1.3 inch nó để dấu luôn nè. Đây là tem của nhà bán hàng thôi, không có gì hết. Đấy, màn hình 1.3 inch. Cái này nhìn cũng được mắt, cũng khá là đẹp đấy nha mọi người. Đây, mình cho. Tiếp theo là hai cọng dây. Cọng dây này thì theo mình nghĩ thì nó cũng là cọng dây bình thường, nhưng mà chất lượng chắc với tầm giá này cái không đòi hỏi cái này nó sẽ cao được rồi. Này, cọng dây này cũng vậy luôn. Cái này mình cắm thử rồi. Cái này cắm dưới đây, cái này cắm dưới đây. Cắm. Đây. Cái này cắm ngược lại. Ai gì chứ? Bị ngược. Ôi, ngọt nước. Đấy. Đẹp rồi, ngon rồi. Đây. Tiếp theo thì mình sẽ khám phá chức năng của nó. Thì để mình zoom lại gần xíu nữa. Đây. Đây là cái máy. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ mình có những trải nghiệm đầu tiên. Đầu tiên thì nút này khá là nhạy.
Tuy là màn hình không cảm ứng nhưng nút này khá là nhạy. Màn hình 1.3 inch này cũng khá là đẹp. Đấy. Màn hình 1.3 inch này cũng khá là đẹp. Đây. Màn hình 1.3 inch. Đẹp quá nét rồi. Đây. Màn hình 1.3 inch này cũng khá là đẹp. Đây là mình trải nghiệm đầu tiên nha. Đầu tiên menu này là mình bấm vào thì cái này chế độ thể lực nè, cái này đo chế độ thể lực nè. Chế độ này đo nhịp tim nè. Chế độ này là di chuyển nè. Tin nhắn, chắc nhanh nhắn. Cái này là chắc là cài đặt movie. Để mình test từng cái. Mình vào cài đặt trước đi, mình thích vào cài đặt hơn. Cái này là chức năng hình như là bấm giữ. À bấm giữ nha. Bấm giữ nha mọi người. Cái này là truyền chụp hình từ xa. Đây, cái này là truyền chụp hình từ xa. Này, bấm giữ. Nó sẽ chuyển. Bấm một cái nữa. Cái này là chế độ gì mình chưa biết nữa. Đây là thêm. Ôi, cái này cũng không có gì. Reset. Để quét mã vạch. Đây. Đây là chế độ shutdown, chắc shutdown này bấm giữ chắc là tắt máy, bấm thử coi. À đúng rồi. Bấm giữ ngay chỗ chữ shutdown nó sẽ tắt máy. Đây, bấm giữ chữ shutdown nó sẽ tắt máy, đang tắt máy. Đây. Bây giờ mình sẽ mở lại. Mình vẫn chưa biết nó mở làm sao nhỉ. À, bấm giữ nó sẽ tự động mở. Rootkit. Rồi, mở nhanh đấy. Đây, tiếp theo mình sẽ mở ở chế độ này trước. Ê, nó có một cái bảng di chuyển nè. Bấm. Ôi cái này mình không biết dùng. Chức năng này chắc đối với mình nó cũng không có. Không biết làm sao để thoát nó ra cái này. Đây. Ao ra. Này đo nhịp tim. Để mình vào xem luôn. Đây, chế độ đo nhịp tim. Đây. Này đo nhịp tim. Đo nhiệt, đo nhịp tim. Ao ra luôn. Bấm giữ hình như là ao ra. Ê, mà bấm giữ, bấm cái này là bấm giữ là ao ra nha mọi người. Đây. Đây. Chế độ run. Đấy, run 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 chế độ run chạy. Chế độ chạy. Đây. Chế độ nằm. Bỏ qua. Đây. Đây. Mình sẽ về test chức năng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối này với điện thoại nha. Để mình xuống. Đây, ngay trên điện thoại của mình. Mình có tải cái app sẵn rồi nha. Đây, một cái app đây. Cái app là app đây nha mọi người. App này nha. Fit drone. Cái này chữ này. Đây, mình cũng dốt tiếng Anh không biết. Này là mình đã tải app sẵn nha mọi người. Đây. Đây là bây giờ là mình sẽ tiến hành kết nối vào thiết bị. Đây. Tìm thiết bị thì cái phần này đấy nó đã kết nối này, thấy không? Nó đã tìm thấy này, nó đã tìm thấy. Nhớ là cái này phải bật Bluetooth nha mọi người, nó đã tìm thấy nha, thấy không? Phải bật Bluetooth nha, phải bật Bluetooth cả hai thiết bị nha. Dù dù cái này không kết nối Bluetooth nhưng nó phải bật Bluetooth. Đây, phải chờ đây. Quá trình kết nối mình lấy thiết bị này kết nối có vẻ không không dễ nha mọi người. Thấy cái quá trình kết nối của thiết bị này nó không dễ. Nó kết nối cứ 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 đang kết nối và nó không kết nối được. Chuyển tab. Đang tìm kiếm lại thiết bị một lần nữa.
À, trên này nó đã báo rồi nhưng mà mình vẫn muốn quay lại đây mình tìm kiếm thử thử lại một lần nữa xem. Thử mình kết nối lại một lần nữa. Sau một hồi vật vã thì mình cũng đã kết nối được với thiết bị. Thì bây giờ nói chung là cái thiết bị này cũng không có quá nhiều chức năng để mình trải nghiệm. Thiết bị này cũng không có quá nhiều chức năng để mình trải nghiệm nó. Nhưng mà mình thấy với sản phẩm tầm giá này thì nó là ok rồi. Ngoại hình thì cũng khá là đẹp. Thì chắc mình không phải không công việc phải nói không phải phải nói nhiều về sản phẩm này đâu. Nhưng mà có một cái điểm fix là cái sản phẩm này rất là khá là khó là kết nối. Đấy. Sản phẩm này hơi 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 khó kết nối. Nhưng không sao, nó giá 150.000 mọi người có thể thử mua thử về trải nghiệm cũng vui đấy. Thì chắc mình cũng tổng chốt video tại đây. Thì mọi người thấy hay hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé.